Xin kính chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên làm video để test cho bác Thành Lộc ở Tánh Linh, Bình Thuận. Một cặp bát 40 Martin từ 19 con 76 bác mua về để làm sự kiện. Và các cái cặp bát 40 này thì Tùng Nguyên nhà Tùng Nguyên luôn luôn lên đường và số lượng rất là nhiều. Với cái cặp loa bát 40 Martin từ 19 con 76 giá của nó 1.550.000 một cặp, chưa có phạm bị phí bao vận chuyển. Và cặp loa này thì cái lời ca của nó rất tốt, rất nhiều anh em đánh giá chất âm rất tốt và rất nhiều bác sử dụng. Và so với cái giá thành thì chất âm khá tốt so với giá tiền nha các bạn nhé. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu chi tiết hơn đến cái cặp bát này. Tùng Nguyễn đang test qua một chiếc bát này từ 19 con 76, màng của nó là màng đen mờ và gân vải tẩm dầu anh em nhé. Và củ bát của nó là củ 19, củ 19 mang thương hiệu Martin. Xương ngô của nó là xương ngôm đúc. Đấy, xương ngôm đúc côn 76. Hàng của nó cũng rất là đẹp anh em nhé. Côn 76 chạm nhún. Con này mang thương hiệu Martin. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ mở nhạc to lên, vì cặp bát này Tùng Nguyễn giao quá nhiều vào trong miền Nam rồi. Các anh em đi làm loa kéo rồi, các anh em mua cặp loa này về để bổ trợ thêm lời cũng rất là nhiều. Và các bác nào có nhu cầu dùng loa gia đình với cái cặp loa giá bình dân thì liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972068111. Và Tùng Nguyễn bây giờ sẽ mở nhạc to lên cho anh em nghe. Tùng Nguyễn đang test một chiếc nha. Này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ ơ, sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng cưới xe hoa nên người ta phụ mình, quen nhau làm chi thương đau chuộc lấy. Chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Tôi bây giờ anh xin trả cho em, khăn tay anh còn giữ, em trả trả cho anh đời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hãy cho em nhiều quá. Lỡ một lần say từ đây xin cho vừa rồi các bác được test qua một đoạn nhạc. Các bác nghe cái tiếng của nó khi Tùng Nguyễn quay miệng bát này, tiếng của nó rất đanh anh em nhá. Con này giá bình dân và chất âm rất tốt và rất nhiều các bác sử dụng. Nếu các bác thợ nào có nhu cầu đến cái dòng bát 40 này về giao cho anh em thì liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio. Và tất cả các bác có nhu cầu mua lẻ một đôi là giá 1.550.000. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin dừng video ở đây. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ Tùng Nguyễn nha.